Thưa quý vị, ngày 24 tháng 5, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Hà Nội, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ bàn giao trang thiết bị, vật tư y tế chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng tặng nhân dân Ấn Độ. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Chiến Thắng chia sẻ những khó khăn, mất mát mà nhân dân Ấn Độ đang phải trải qua do sự bùng phát dịch COVID-19. Đồng thời, đánh giá cao nỗ lực của chính quyền các cấp và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Ấn Độ trong kiểm soát dịch COVID-19 và chăm sóc điều trị cho bệnh nhân, đặc biệt là vai trò của quân đội trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Trung tướng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh, với mong muốn chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn hiện nay với Ấn Độ, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã quyết định hỗ trợ Ấn Độ một số trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19. Hy vọng số trang thiết bị vật tư y tế này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn hiện nay của Ấn Độ, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường và phát triển kinh tế đất nước. Thay mặt nhân dân Ấn Độ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Vemar chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ kịp thời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định sự ủng hộ kịp thời về tinh thần và vật chất của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thể hiện tình đoàn kết hữu nghị, chia sẻ khó khăn giữa nhân dân và quân đội hai nước là sự động viên to lớn đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 của Ấn Độ. Theo kế hoạch chiều cùng ngày, tại cảng nhà rồng thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan chức năng hai bên sẽ tiến hành bàn giao và tiếp nhận số trang thiết bị, vật tư y tế trên để đưa về Ấn Độ kịp thời tham gia phòng chống dịch COVID-19. うん。